cả hai cái ý này cộng lại đó mới là gì? Chất lượng phù hợp, đó là chứ không một lô không có đủ. Chất lượng phù hợp là một lô, trong vô một lô thì phải đồng nhất, mà giữa các lô thì khác nhau không có ý nghĩa. Khác nhau không có ý nghĩa này là sao anh chị? Là nhiều lô với nhau họ sẽ lấy là lấy mẫu đúng không ạ? Rồi họ sẽ định lượng, họ lấy kết quả định lượng của nhiều lô, rồi họ gì? Họ sẽ xử lý số liệu, xử lý số liệu rồi nó có gì vô toán cao cấp của các anh chị á, nó p nhỏ hơn 0.05 thì là khác nhau không có ý nghĩa, và nếu lớn hơn 0.05 thì khác nhau có ý nghĩa đúng không? Thì cái đây là chúng ta lấy các cái số liệu và chúng ta xử lý số liệu. Còn đồng nhất đây thường nó sẽ thể hiện qua R, SD nhỏ hơn bao nhiêu phần trăm đó. Còn đó là đồng nhất. Như vậy, chất lượng trong một lô phải đồng nhất và chất lượng giữa các lô phải khác nhau không có ý nghĩa thì là gọi là sản phẩm có chất lượng phù hợp. Như vậy, để mà sản phẩm có chất lượng phù hợp người ta xác định đúng không? Để sản phẩm mới có chất lượng phù hợp thì cái quá trình sản xuất, cái quá trình ra chất lượng anh phải nhất quán nghĩa là sao ạ? Lúc nào nó cũng như vậy rồi, nhất quán đúng không? Từ đảng cái gì? Đảng thì có cái câu gì ạ? Đồng đồng nhất quán trong đảng, ai cũng phải giống như ai hết, nhất quán thôi. Như vậy thì quá trình sản xuất, quá trình kiểm tra chất lượng nó phải nhất quán. Và để cho đảm bảo cái việc nhất quán trong quá trình sản xuất thì cái chất lượng thì anh phải gì? Anh phải áp dụng các cái tiêu chuẩn của GMP. Như vậy GMP nó là một bộ nguyên tắc tiêu chuẩn để đảm bảo khi mà chúng ta áp dụng vào nó sẽ gì? Đảm bảo cho cái quá trình sản xuất, quá trình kiểm tra chất lượng của mình nhất quán. Nhất quán để mà sản phẩm của mình chất lượng phù hợp, có chất lượng phù hợp. Như vậy các chị công việc nguyên tắc tiêu chuẩn với hướng dẫn với quy định nó khác nhau ạ? Hướng dẫn quy định nó khác nhau ạ? Nguyên tắc tiêu chuẩn nó không đi nguyên tắc thôi, từ lúc nào nó cũng kèm nguyên tắc tiêu chuẩn hết ạ. Nguyên tắc tiêu chuẩn hướng dẫn quy định nó khác nhau các chị. À, nguyên tắc tiêu chuẩn là họ đưa ra như vậy mình làm như thế này, chuyện của mình đúng không? Còn hướng dẫn là gì? Hướng dẫn chúng ta việc công việc làm, đúng không? Làm như thế này, làm như thế kia, A, B, C, D, làm những cái gì, gọi là hướng dẫn. Còn quy định là sao? Quy định là đưa ra cái mức thôi, anh phải đạt được hay là quy định. Còn đây là nguyên tắc tiêu chuẩn, họ chỉ đưa ra thôi. Ví dụ như họ đưa ra giữa khu vực trong phân xưởng sản xuất thuốc viên phải có chế lệch áp giữa hành lang và phòng sản xuất để đảm bảo là gì? Cô lập của trong khu vực sản xuất nhà hàng, họ chỉ đưa ra là phải chênh lệch áp thôi, còn họ không bắt chúng ta phải chênh lệch bao nhiêu hết, đúng không? Còn chênh lệch bao nhiêu đó là việc chúng ta phải làm, mỗi doanh nghiệp làm như thế nào là chuyện của mỗi doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ đạt được cái mức là gì? Chênh lệch áp, xây ra xây bố trí sự mà hành lang áp phải cao hơn trong cái phòng thì là gọi là họ đưa ra chênh lệch áp thôi. Cái đó là nguyên tắc tiêu chuẩn thôi. Còn gì? Còn hướng dẫn thì phải hướng dẫn chúng ta làm, đúng không? Rồi quy định là đưa ra cái mức và bắt chúng ta phải đạt được, gọi là quy định. Như vậy là cái này khác, cái này khác, à cái này khác nhau, đúng không? Chúng ta phân biệt cái từ. Rồi cơ sở sản xuất. Trong riêng đi, ôn là một chút về chất lượng. Trong riêng đi chất lượng là gì các chị? Chất lượng của sản phẩm người ta định nghĩa là gì? Chất lượng sẽ bằng gì? Tinh khiết, các dạy học bài đầu tiên của bào chế chưa ha? Cộng an toàn, cộng hiệu quả. Họ làm mọi thứ để đạt được chất lượng phù hợp. Như vậy họ làm mọi thứ để sản phẩm đạt độ tinh khiết, họ làm mọi thứ để sản phẩm được an toàn, họ làm mọi thứ để sản phẩm được quả đó, chất lượng của bao nhiêu này. Như vậy tinh khiết ở đây được hiểu là gì? Thuốc chúng ta không được tất cả, đúng không ạ? Thuốc không được tất cả, đúng không ạ? Mới đạt được tinh khiết đúng không? Thì ở đây không phải học chất chúng ta có bạn không ạ? Có cái tâm
cái chất mà không có bạc tinh khiết 50mg nó mấy triệu lần, đúng không ạ? Cái chất chuẩn đó nếu như chúng ta không có bạc lần, thì đầu chúng ta cũng không để có việc uống, đúng không ạ? Thế vậy tinh khiết ở đây họ định nghĩa là không được nhiễm tạp thêm trong quá trình sản xuất, chứ không phải là thuốc của mình không có tạp, đúng không? Không thì ở đây chữ không nó cũng tương đối thôi, đúng không? Không phải tuyệt đối, không tạp nhiễm là nguyên liệu chúng ta cũng có bạc đó, bạc có được hiệu số. Nhưng trong quá trình sản xuất chúng ta sẽ gì? Không để cho vấn đề tạp nhiễm xảy ra, không phải là tương đối, không tạp nhiễm trong quá trình sản xuất để sản phẩm chúng ta được xem là đạt tinh khiết, đúng không? Còn an toàn là gì? Thuốc chúng ta không có tác dụng phụ thì đúng không ạ? Không, bởi vì tác dụng phụ nó là bản chất của cái chất đó rồi, đúng không? Nếu nó không có tác dụng phụ thì nó cũng không có tác dụng đâu, đúng không? Thế là riêng đi định nghĩa chữ an toàn là không nhầm lẫn sai sót. Vậy là anh không được nhầm lẫn sai sót trong quá trình sản xuất kiểm tra chất lượng, gọi là an toàn trong sản xuất tổng kiểm tra chất lượng là an toàn. Còn hiệu quả là gì? Hiệu quả là uống vào phải có tác dụng tức thời. Đúng không? Hiệu quả ở đây chỉ là đi định nghĩa là gì? Anh đạt cái tiêu chuẩn anh đã đăng ký thôi. Đạt tiêu chuẩn đã đăng ký. Đạt tiêu chuẩn đã đăng ký thì xem như thuốc của mình có hiệu quả. Đó là theo quan điểm của riêng viên về chất lượng, đúng không? Thì họ làm mọi thứ để gì? Để không tạp nhiễm. Họ làm mọi thứ để không nhập lẫn sai sót. Họ làm mọi thứ để thuốc đạt tiêu chuẩn và đăng ký. Thì đó là riêng viên, đúng không? Rồi cái khái niệm thứ hai đó là cơ sở sản xuất thì chúng ta không bao cãi, đúng không? Rồi tồn tại thì cũng không bao cãi, đúng không? Cái gì mà nó đi lệ so với tiêu chuẩn nguyên tắc thì nó là tồn tại, các từ nguyên tắc thì chúng ta cũng không cần phải học. Rồi chúng ta sang cái cấu trúc của cái thông tư 35 này, nó có 8 cái phụ lục. Phụ lục 1 là áp dụng cho những cái thuốc hóa dược nguyên liệu có dược, còn phụ lục 2 áp lực. Phụ lục 1 là nguyên tắc riêng vi hôn. Phụ lục 2 là cái thuốc có nguồn gốc sinh học. Nếu chúng ta sản xuất thuốc có nguồn gốc sinh học thì chúng ta sẽ thường nghiên cứu phụ lục 2. Phụ lục 3 là Rinipid, đúng không? Phụ lục 4 là Rinipid-EU. Phụ lục 5 là thuốc nhiệt liệu. Phụ lục 6 là thuốc vị cổ truyền. Thuốc cổ truyền, phụ lục 7 thuốc vị cổ truyền. Và cái phụ lục 8 là các cái biểu mẫu lên cái gì đó đấy. Như vậy nó có các phụ lục em gì đại học, đúng không? Chúng ta thuộc đối tượng nào thì chúng ta sẽ áp dụng phụ lục này. Thì các chị học đây được rồi. Phụ lục 1 là riêng bí phụ, phụ lục 2 là thuốc có nguồn gốc sinh học, phụ lục 3 là bít, phụ lục 4 là EO, phụ lục 5 là dược liệu, 6 là cổ truyền, 7 là vị cổ truyền, 8 là các cái biểu mẫu. Đã học đúng không ạ? Học là đã rất nhiều. Rồi, công bố tiếp theo. Cái khái niệm nữa là công bố dụng là tài liệu cập nhật. Nghĩa là khi mà các cái tổ chức về RIMBI-MU, RIMBI-IT, RIMBI-EU hoặc là các cơ quan quản lý dược nó thay đổi các cái dược phẩm trong tài liệu của họ thì họ gì? Họ sẽ cập nhật lên trang web điện tử của họ. Thì nhiệm vụ của cục quản lý dược mình là trong vòng 6 tháng sau khi mà họ cập nhật những thông tin thay đổi thì cục quản lý dược phải dịch tài liệu ra, đúng không? Và phải công bố trên trang thông tin của cục quản lý dược, dịch ra và công bố lên, đúng không? Nhiệm vụ trong vòng 6 tháng kể từ ngày người ta
trên công ty của họ. Đó là nhiệm vụ của quản lý dược, đến nhiệm vụ cơ sở sản xuất. Cục lý dụng họ đặt lên trên trang của họ rồi thì cơ sở sản xuất phải đọc, phải cập nhật thông tin và phải thay đổi. Nếu những cái thay đổi nào mà lớn liên quan tới nhà xưởng, liên quan tới thiết bị thì họ cho chúng ta lộ trình là 12 tháng để thực hiện thay đổi. Còn nếu mà thay đổi nhỏ thì họ sẽ cho chúng ta lộ trình là 6 tháng để thực hiện cái sự thay đổi. Đúng ạ? Như vậy thì là chúng ta cũng học nhiều lắm. Nếu họ thay đổi thì họ phải cập nhật tính từ ngày mà họ cập nhật đó thì trong vòng 6 tháng cục lý dược phải dịch và công bố trên trang web của cục lý dược. Và cơ sở sản xuất thì phải theo dõi trang web của cục lý dược, đúng không? Thì trong vòng 12 tháng nếu như cái thay đổi đó là cái thay đổi lớn về nhà xưởng và thiết bị thì cơ sở phải có thời gian 12 tháng để thực hiện sự thay đổi đó, có lộ trình 12 tháng. Còn nếu như thay đổi mà nhỏ khác nhỏ thì cơ sở sản xuất sẽ có lộ trình là 6 tháng để thực hiện, đúng ạ? Thì các chị hiểu vậy thôi, chọn phiên chúng ta để chưa biết. Đây là đối tượng văn hành để cho chúng ta đọc hồi nãy thôi, đúng không? Nếu đối tượng của chúng ta là thuốc nguyên liệu hóa dược thường thì chúng ta sẽ áp dụng phụ lục 1 để chúng ta muốn đăng ký riêng phí thu, đúng không? Phụ lục 4, phụ lục 3 nếu chúng ta muốn biết, phụ lục 4 chúng ta nếu chúng ta muốn hay ô thì thôi, không có gì đấy. Đó là cái hồi nãy đó. Còn những cái đây cũng vậy. Ví dụ beta-lactam thuốc độc tế bào rồi cái tố vaccine sinh phẩm yêu cầu gì vậy? Thì ở đây chúng ta phải yêu cầu phải để sản xuất riêng đó ạ. Thì chúng ta nếu không thì chúng ta cũng phụ lục 1 và chúng ta tập những cái tài liệu cập nhật của chúng ta còn nên là nhà xưởng phải riêng biệt khép kín thì đã có những cái quy trình vệ sinh tắm rửa là phải ra ngoài đó. Thì đó là những cái trường hợp riêng thì chúng ta còn áp dụng chung cái phụ lục là chuyên viên 1, 2, 3, 1, 3, 4 mô biết là cái u gì đó. Cái này chúng ta không bằng trả gì nữa, chúng ta học hơn. Và chị nhớ 1 là mô, 2 là thuốc có nguồn gốc sinh học, 3 biết, 4 EU, 5 dược liệu, 6 cổ truyền, 7 vị cổ truyền. Nhớ nhiều đó là chúng ta học được thêm cái này. Còn nhớ thì hóa dược thì beta, lắc tan, còn tiết tố tập tế bào thì phải có nhà xưởng thiết bị và kết chín. Nhớ vậy thôi. Và chúng ta sang cái đánh giá. Đánh giá thì nó có 5 cái hình thức đánh giá này, đúng không? Đánh giá đầu tiên đó là đánh giá đáp ứng, đánh giá đáp ứng tốt sản xuất thuốc. Nghĩa là đánh giá lần đầu với các chị, chúng ta sang nhà máy lần đầu tiên lên họ đánh giá cái nhà máy chúng ta có đáp ứng tốt sản xuất thuốc hoặc nguyên liệu là thuốc hay không. Đáp ứng nghĩa là đánh giá lắm đầu thì dùng cái từ là đúng đó. Rồi đánh giá việc duy trì đáp ứng nghĩa là họ đánh giá từ lần thứ hai trở về sau, đúng không? Thì là đánh giá duy trì đáp ứng. Vì một lần đi đi họ cho mình thời hạn 3 năm thì sau 3 năm mình sẽ đánh giá lại, đúng không? Thì cái lần đánh giá sau sẽ dùng từ là đánh giá duy trì đáp ứng. Rồi đánh giá kiểm soát thay đổi thì khi chúng ta có thay đổi thì chúng ta gửi báo cáo và họ mới đánh giá. Đánh giá đột xuất 4 năm thì chúng ta không cần trả, đúng không? Các cái lợi đánh giá cơ quan tiếp nhận hồ sơ, nếu như chúng ta là thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc vị cổ truyền thì chúng ta sẽ nộp ở cục quản lý y dược cổ truyền mà nộp hồ sơ đây. Còn nếu chúng ta thuốc nguyên liệu, thuốc hóa dược, thuốc hóa dược vaccine sinh phẩm y tế thì chúng ta sẽ nộp đây. Các chị thuốc dược liệu nha, các chị dược liệu là nguyên liệu dược liệu đó, thuốc cổ truyền vị thuốc cổ truyền đó. Và đây là thuốc hóa dược, đây là thuốc dược liệu nha các chị, đây là thuốc dược liệu, còn đây là dược liệu. Tại chúng ta đang học chung, đó là đang học chung giữa riêng cổ truyền riêng đó, học chung hết nha các chị. Chúng ta vừa học chung là GMP sản xuất thuốc và nguyên liệu là thuốc. Cái đây là nguyên liệu này. Còn cái đây là thuốc. Thì chúng ta sẽ đọc đơn này của quản lý dược. Còn nếu như chúng ta
vừa sản xuất thuốc hóa dược đúng không, vừa sản xuất thuốc dược liệu, đây là thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền vừa sản xuất dưới này vừa sản xuất trên này thì chúng ta nộp ra là đâu? Bắt buộc rồi là hàng nộp hàng đấy, còn chúng ta nộp bộ rồi thôi, chúng ta nộp bộ cái gì? Nếu chúng ta vừa sản xuất thuốc hóa dược đúng không, vừa sản xuất thuốc cổ truyền thì chúng ta chỉ nộp ở cổ truyền thôi, được chưa? Rồi để hồ sơ thì chúng ta đọc thôi, không có gì đâu đúng không? Hồ sơ họ để yêu cầu gì còn lại bây giờ cái quá trình đánh giá, cái trình tự đánh giá đầu tiên là nộp cơ sở nộp hồ sơ và cơ quan quản lý, một là chúng ta nộp hồ sơ đến cục quản lý dược, cơ quan tiếp nhận là cục quản lý dược chính phủ vậy, chúng ta nộp đến thì họ gì, họ sẽ tiếp nhận hồ sơ của mình, sau này họ sẽ làm gì, họ sẽ ghi cho mình một cái biên nhận hồ sơ nhận về, rồi từ khi mà họ tiếp nhận hồ sơ là chỉ là một cái cửa của cái phòng văn thư thôi, chúng ta họ tiếp nhận hồ sơ vào thì sau đó chuyên gia họ sẽ coi cái hồ sơ của mình có phù hợp hay không, nếu không phù hợp, hồ sơ của mình không phù hợp thì trong vòng 10 ngày từ cái lúc mà tiếp nhận hồ sơ đến cái khi mà họ trả lời cho mình hồ sơ của mình không phù hợp thì trong vòng 10 ngày, khoảng thời gian là 10 ngày họ sẽ viết cho chúng ta một cái công văn và yêu cầu chúng ta bổ sung hồ sơ. Và chúng ta nhận được công văn thì chúng ta bổ sung hồ sơ. Thì khi hồ sơ của mình đạt, nghĩa là từ cái ngày mà nhận họ nhận cái hồ sơ lên của mình đến cái ngày mà yêu cầu bổ sung hồ sơ là. Như vậy nếu chúng ta qua 12 ngày chúng ta chưa nhận được công văn nào hết, còn nhiều hồ sơ chúng ta đã gì? Ok đúng không? Như vậy trong vòng 5 ngày sau khi cái hồ sơ của mình được gọi là ok đó, được rồi đó, thì trong vòng 5 ngày họ sẽ thành lập một cái đoàn đánh giá, sẽ có một cái quyết định thành lập đoàn đánh giá, xong rồi họ sẽ gửi cho chúng ta cái quyết định này. Như vậy trước khi đánh giá chúng ta đã biết rồi đúng không? Chúng ta đã biết là đoàn đánh giá gồm những ai, những ai mà làm vào QA lâu năm biết luôn cái ông này trưởng đoàn, cái ông này tính ông chưa thế nào và ông mạnh về lĩnh vực nào biết hết đúng không? Để đoàn đánh giá thì là tập để chúng ta biết trước khi là đánh giá, và từ cái ngày thành lập đoàn đó đến khi mà họ vào cơ sở mình là mất 15 ngày đến cơ sở mình đánh giá. Đánh giá xong thì họ sẽ gì, cuối cái buổi đánh giá họ sẽ cho chúng ta một cái biên bản đánh giá. Cuối cái buổi đánh giá thì có một cái biên bản thôi. Và từ cái ngày mà ký cái biên bản giữa cái đoàn đánh giá và cái cơ sở đánh giá này thì trong vòng 5 ngày họ sẽ gửi cho chúng ta cái báo cáo đánh giá. Nghĩa là cái biên bản đánh giá là kết thúc cái cuộc đánh giá họ sẽ có một cái biên bản đánh giá. Rồi họ sẽ về một cục đó, họ nên làm một cái biên bản đánh giá và một cái báo cáo đánh giá. Họ báo cáo lên trên đúng không ạ? Là sao đó trong vòng 5 ngày họ sẽ gửi chúng ta kể từ ngày kiếm biên bản đánh giá, nghĩa là cái biên bản đánh giá sẽ kết thúc cái quá trình đánh giá. Biên bản đánh giá là kết thúc cái giai đoạn này đúng không? Thì từ ngày ký cái biên bản đánh giá đến cái ngày mà nhận báo cáo đánh giá là năm ngày. Rồi chúng ta đọc các cục gì, chúng ta các cục, các cục xong họ ok với các cục của mình rồi thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cái quyết định là chúng ta các cục đã ok rồi thì 10 ngày họ sẽ gửi lên Bộ Y tế và đề nghị Bộ Y tế cấp chứng nhận. Bộ Y tế cấp chứng nhận là gì chúng ta? Đây là cơ sở nhận hồ sơ đó, cơ sở nộp hồ sơ đó, để chúng ta chứng nhận. Thì sau khi cấp chứng nhận thì trong vòng 5 ngày họ phải công bố cơ quan tiếp nhận. Đây là cơ quan tiếp nhận, nghĩa là cục quản lý dược các bạn. Bộ Y tế là gì? Cơ quan tiếp nhận. Thì trong vòng 5 ngày họ sẽ công bố trên thông tin của họ là công ty ABC đó đã đạt được chứng nhận GMP thế này vậy. Thì ở đây có một cái gọi là báo cáo khắc phục. Thì cái báo cáo khắc phục này không phải là chúng ta ví dụ như họ do họ nhận xét là chúng ta cái nhà xưởng chúng ta chưa phù hợp, thì hàng này chúng ta chưa có đường đi cho phế phẩm, người đó là hay quên đúng không ạ? Chỉ thiết kế nhà xưởng thì hay quên cái đường đi của phế phẩm bỏ ra trong quá trình sản xuất đó. Khi mà họ nhận xét vậy hay là nhà họ nhận xét là cái đường đi phế phẩm của chúng ta chưa phù hợp,
thì đi điện ngược lại mất nhà hàng tỉnh. Thì không phải là chúng ta đợi đọc cái nhà xưởng, sửa cái nhà xưởng xong chúng ta báo cáo, chúng ta không phải đợi đến đó. Chúng ta chỉ là gì, gửi cho họ gì, cái kế hoạch sửa chữa của mình như thế nào, cái kế hoạch sửa chữa của mình như thế nào, mình gửi lại họ cái bản vẽ nhà xưởng của mình, chứ không cần phải là xong rồi gửi nha. Nghĩa là mình có những cái việc nào mà nó dài hơi á, nó tốn thời gian nhiều, thì chúng ta có thể gửi cho họ cái kế hoạch làm việc của chúng ta, chứ không phải là tự làm xong rồi chúng ta mới gửi, thì lúc đó chúng ta chậm mất đúng không? Thì đó là toàn bộ các cái khoảng thời gian trong cái quy trình đánh giá đáp ứng, đáp ứng còn đánh giá duy trì đáp ứng là đánh giá lại đúng không? Còn ở đây là đoàn đánh giá thì thôi chúng ta không cãi đúng không? Cơ quan quyết chọn một trưởng đoàn, 1-2 thành viên sở y tế, một người viện kiểm nghiệm, một người là khoảng 4 người rồi đúng không ạ? 4-5 người. Nếu như thuốc chúng ta vừa hóa dược vừa thuốc cổ truyền, chúng ta nộp đơn tại cục quản lý dược thì có thể thành viên liên quan này họ sẽ mời một người đúng không ạ? Ở cục quản lý y dược cổ truyền đúng không ạ? Sẽ mời, tại vì chúng ta vừa hóa dược vừa cổ truyền mà chúng ta nộp đơn bên cục quản lý dược thì họ sẽ mời cái thành viên liên quan, thì họ sẽ mời đó một người đi làm. Thế này các chị sẽ thấy đoàn luôn luôn là một sở y tế, một viện kiểm nghiệm, còn lại là cơ quan tiếp nhận và thành viên liên quan. Thì đó là thôi chúng ta không bàn cãi, ở đây chúng ta cũng không bàn cãi nữa. Chỉ không có xung đột về lợi ích với cơ sở. Thì như thế nào gọi là không có xung đột về lợi ích? Đầu tiên là cái anh chuyên gia đánh giá đó không được có một cái lợi ích nào của công ty. Chẳng hạn như không có cổ phần trong công ty, đúng không ạ? Không có cổ phần trong công ty, không có một cái lợi ích nào trong công ty hết. Thứ hai là cái anh chuyên gia đánh giá đó không được có người thân trong công ty, không có được có bạn bè anh em về thôi, không chấp nhận. Còn có người thân trong công ty. Rồi cái thứ ba nữa là cái người chuyên gia đánh giá đó không được là đã từng nghĩa là bây giờ hết rồi đó, đã từng là tư vấn chuyên gia tư vấn cho cái công ty này trong thời hạn 5 năm trở lại tính từ thời điểm đánh giá. Như vậy xung đột lợi ích nó có 3 cái yếu tố. Một là không được có lợi ích từ công ty, không có cổ phần của nó, không có người thân ở trong công ty, và không đã từng là gì, làm trong thời hạn 5 năm tư vấn cho công ty đó trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đánh giá. Nghĩa là nếu 2020 đánh giá thì từ 2015 đến 2020 anh chuyên gia đánh giá đó không có làm công việc tư vấn cho công ty này, không đã từng làm chuyên gia tư vấn cho công ty trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đánh giá, được không ạ? Điểm nhé. À, đó là nhân sự. À, trách nhiệm thì thôi chúng ta học, thôi chỉ có gì đâu đúng không? Quyền hạn thì quyền hạn ở đây là lấy mẫu gửi kiểm tra đúng không? Anh có thể chụp hình thu thập bằng chứng, lấy mẫu kiểm tra đó. Và nếu như có những cái hợp đồng vi phạm, anh được quyền chị yêu cầu dừng lại. Như vậy thì có thể gì kỳ rồi cái này chắc đạt chất lượng đâu, lấy mẫu để ra việc họ có quyền, đúng không ạ? Đây là quy định chúng ta cũng không quan trọng nhiều. Rồi hợp đồng đánh giá và xây dựng sản xuất, đầu tiên nguyên tắc và sử dụng liên vi phù hợp. Nếu đi đánh giá liên vi khu không thì chúng ta phải sử dụng bộ tiêu chuẩn liên vi khu đúng không ạ? Nếu đi đánh giá liên vi khu mà ôm liên vi hoặc là liên vi EO vô đánh giá nghĩa là không phù hợp, ở đây là sử dụng bộ và liên vi phù hợp. Trình tự đầu tiên họ vào, họ gì? Vào thì họ sẽ đọc cho chúng ta cái quyết định hay là đọc. Cô là vô trường hội hết, bên đánh giá bên công ty đúng không? Thì họ sẽ đọc cái quyết định thành lập đoàn trước, rồi sau đó chúng ta sẽ trình bày, cơ sở sản xuất sẽ trình bày với họ về cái tóm tắt
thiết kế nhà xưởng như thế nào, đúng không? Các đường đi con người, nguyên liệu, đường đi của nước như thế nào, để trình bày tóm tắt với họ. Rồi sau đó họ sẽ thị sát, thị sát và cốt mới nghe trên đồ đó xuống xem. À, thị sát xong rồi, thế rồi họ sẽ họp đoàn để ra phiên bản đánh giá. Họp đoàn lại đúng không? Thống nhất kết quả xong rồi ra họp phiên bản đánh giá, ký hạ đăng ký. Hay là họ sẽ về, họ mới làm cái báo cáo đánh giá xong. Phiên bản đánh giá là có rồi. Có cái bộ luật hết, là phiên bản đánh giá xong rồi. Về mới làm báo cáo đánh giá. Như vậy phiên bản đánh giá nó sẽ là cái chức của phiên đánh giá. Họ làm về. Trong vòng 5 ngày thì có cái phần đánh giá. Thì đó là đánh giá đáp ứng, đánh giá lần đầu đó. Bây giờ nếu như chúng ta đánh giá là sau lần đầu là từ lần thứ 2 trở về sau, thì cùng với dự hàng năm của họ thứ tháng 11, ở đây là thời điểm đúng không ạ? Thời điểm cơ quan nào là làm cái gì? Cô đặt một tiền kỹ lắm là cô chắc chắc là các chị cái gì rất là dễ hiểu đúng không? Các chị là ô đó, vậy thời điểm cuối tháng 11 hàng năm là cục quản lý dược họ sẽ có nhiệm vụ ngồi thống kê lại sang năm là có bao nhiêu công ty GP, họ phải thống kê lại thì họ phải ra một kế hoạch đánh giá công ty nào hết trước đến trước, công ty nào hết sau đến sau, thì đó là nhiệm vụ của họ. Còn nhiệm vụ của cơ sở sản xuất là gì? Trước cái thời điểm mà mình hết GP, hết hạn GP thì trước thời điểm đó ít nhất là 30 ngày gửi cho họ báo cáo cái hoạt động của mình trong suốt thời gian từ lúc họ đánh giá lần trước tới bây giờ mình vẫn đang hoạt động duy trì cái đáp ứng GP để họ làm tốt đó. Còn nếu như ví dụ như tháng 5 2021 chúng ta hết hạn GP thì tháng 4 cho ngày 30 tháng 5 đi hả, ngày tối thiểu là ngày 30 tháng 4 2021 chúng ta phải gửi báo cáo cho họ tối thiểu nha, gửi trước cũng được nha. Rồi nếu như mà tới ngày 15 hay là tới ngày 15 tháng 5 này chúng ta chưa nộp báo cáo, ở đây thời hạn trong là 15 ngày kể từ ngày đến hạn nộp một báo cáo rồi, chúng ta chưa nộp báo cáo thì họ sẽ nhắc chúng ta, đúng không ạ? Cũng có gì họ sẽ nhắc. Họ nhắc rồi và chúng ta gì? Chúng ta không có nộp thì từ đây cho đến về sau 45 ngày họ sẽ thanh tra chúng ta. Nếu mà họ nhắc rồi chúng ta không nộp nữa thì từ đây sẽ 45 ngày nha, từ đây tới đây 1 tháng nghĩa là 30 tháng 6 họ sẽ thanh tra. Chắc là anh có cái gì đó chán vui cho nên không chịu nộp đúng không, đi bị mất hạn rồi nó không chịu nộp cho nên họ sẽ thanh tra. Rồi đây là khi mà họ đánh giá thì họ sẽ có phân loại tồn tại nghiêm trọng, nặng và nhẹ. Cứ nghiêm trọng là ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động gọi là nặng, đúng không? Nhẹ là khác. Bây giờ rất là dễ đúng không? Ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc là gây hại sức khỏe tính mạng là sai sót dẫn đến là giả mạo đúng không? Sửa chữa số liệu được xem là giả mạo đó. Số liệu giả thì gọi là nghiêm trọng. Như vậy chúng ta độ chế hồ sơ thì phải độ chế cho nó phù hợp. Số liệu ở đây rất là khắt khe nha các chị. Số liệu chủ yếu là họ lấy từ số liệu kiểm nghiệm. Và nếu là số liệu kiểm nghiệm thì họ số liệu gốc họ mới chịu. Chúng ta phải in từ máy HPLC ra, in từ máy đo lường ra. Chứ không phải họ coi cái bản báo cáo của mình, số liệu trên cái giấy của mình đâu. Số liệu của họ yêu cầu phải là số liệu gốc, số liệu in từ trong máy ra ngày đó, tháng đó, nó làm nhiêu đó. Số liệu từ gốc rồi đó, cho nên là giả số liệu không dễ đâu. Rồi nếu là nặng thì ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm thôi thì nặng đúng không?
ví dụ như là điều kiện sản xuất chúng ta không đảm bảo, hay là các quy trình chúng ta làm chúng ta không tuân thủ, quy trình ghi là trộn từ 50 đến 70 vòng trên thuốc, tự nhiên thấy trong năm họ ghi gấp 80 vòng trên thuốc thì chúng ta đang không dễ, đang không tuân thủ quy trình, đúng không ạ? Trình độ quy trình nhân sự không phù hợp, đúng không ạ? Tổng hợp gì sẽ là nhỏ thì họ sẽ là nặng. Như vậy thì chúng ta cũng học, đúng không? Rồi khi mà đánh giá nó có những cái mức độ đáp ứng, đúng không? Mức độ 1 là không có tồn tại nghiêm trọng hay nặng nào, là ok rồi đó. Thì khi mà mình được cái mức độ 1 thì trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký biên bản là chúng ta dễ, chúng ta được cấp chứng nhận. Đó là trường hợp chúng ta. Đây là đánh giá đáp ứng lần đầu, đó đánh giá này như vậy. Khi mà trong vòng 10 ngày cấp chứng nhận VIP rồi thì họ sẽ tôi thấy là xin lỗi là mới cái trình ký mà trình ký đến thì có là mấy ngày nữa, 5 ngày nữa, đúng không? Như vậy trong vòng 15 ngày chúng ta sẽ gì, sẽ được ký chứng nhận VIP. Nếu như chúng ta đánh giá duy trì đáp ứng và đánh giá lại đó thì chúng ta cũng vậy, tương tự như vậy, nhưng mà gì, trong vòng 10 ngày họ sẽ gì, họ sẽ cập nhật lại thông tin, đăng trên thông tin là khác, đúng không? Đăng trên thông tin là dành cho lần đầu thôi, hoặc cập nhật là gì, dành cho những lần sau, các anh chị đăng lên nghĩa là lần đầu họ đăng lên thôi, những lần sau họ sẽ gì, họ sẽ cập nhật thông tin. Có những cái từ như vậy chúng ta để trước đó. Phần điểm thứ hai là không có tồn tại nghiêm trọng nào có 1 đến 6 tồn tại nặng. Như vậy thì nó phải có một cái quy định ở đây, đúng không? Trong 5 ngày họ sẽ gửi báo cáo này, đúng không? Báo cáo sau 20 ngày kể từ ngày nhận báo cáo khắc phục của cơ sở sản xuất. Nghĩa là họ gửi báo cáo chúng ta 5 ngày, chúng ta làm cái báo cáo, làm cái báo cáo khắc phục chúng ta gửi lên cho họ. Đến khi họ nhận rồi, từ đó trở về sau mới tính là gì? 20 ngày này, đúng không? Kể từ ngày nhận báo cáo khắc phục của cơ sở sản xuất đó, thì họ sẽ đánh giá kết quả. Nghĩa là lúc này họ chỉ đánh giá trên hồ sơ thôi, đánh giá trên cái báo cáo mình gửi ra thôi. Nếu là ok thì họ vậy, họ bắt đầu rơi vào đăng, đúng không? Trong vòng 10 ngày họ sẽ gửi lên Bộ Y tế cái biên bản về để cấp chứng nhận. Còn nếu không đạt thì tiếp tục, đúng không? Trong 6 tháng sau thông báo, cơ sở sản xuất phải nộp báo cáo khắc phục. Rồi nếu mà không đạt, đúng không, thì trong vòng 6 tháng kể từ ngày mà nộp cái báo cáo khắc phục này nè thì cơ sở sản xuất chúng ta phải gì, nộp lại trong 6 tháng. Trong 6 tháng chúng ta nếu như không đạt thì họ sẽ gửi lại cho một công văn nữa. Nếu như chúng ta duy trì, chúng ta không có đáp ứng, nếu họ gửi công văn chúng ta thì chúng ta vẫn cứ là gì, nộp cái báo cáo của họ mà cứ gửi qua gửi lại, gửi qua gửi lại, họ không có cái khoảng thời gian kể từ ngày báo cáo đến kể từ ngày cơ sở sản xuất nộp báo cáo, không có không quy định khoảng thời gian đó, nhưng họ có một cái quy định tổng này. Ví dụ như họ nộp báo cáo khắc phục xong mà trong vòng 6 tháng cái hồ sơ của mình nó vẫn cứ qua lại mà chưa chốt được thì xem như chúng ta thì hồ sơ chúng ta không còn hiệu lực nữa, hoặc là tính một cái khoảng thời gian là 12 tháng kể từ ngày chúng ta nộp hồ sơ lần đầu đó mà cứ qua lại, tại vì nộp báo cáo không đạt thì họ sẽ gửi cho chúng ta một cái thông báo là báo cáo của anh không đạt, báo cáo của mình không đạt, mình sẽ nộp lại cái báo cáo khác, đúng không? Cứ gửi qua như là cái khoảng thời gian đó không có quy định, nhưng mà họ sẽ quy định tổng kể từ ngày anh nộp báo cáo lần đầu đến cái thời gian qua lại bao lâu không biết, nhưng mà kể từ ngày anh nộp báo cáo đó mà đã 6 tháng rồi vẫn chưa ra được kết luận là đạt hay không đạt thì hồ sơ của anh không còn giá trị nữa, chứ không phải là cứ qua lại là mãi. Có nghĩa gì à? Nghĩa là họ gửi cho mình báo cáo, mình gửi cho họ khắc phục báo cáo mà đầu tiên, đúng không? Thì kể từ ngày mình nộp cái khắc phục báo cáo đó, khi đạt thì mất, còn nếu không đạt thì họ gửi công văn nữa, à, cơ quan thì mình phải làm báo cáo nữa, cứ gửi qua gửi lại gửi qua gửi lại, không có khống chế thời gian đó, nhưng họ khống chế tổng thời gian. Nếu mà anh nộp báo cáo khắc phục lần đầu tiên đó
mà đến 6 tháng rồi mà cũng chưa ra được cái kết luận là đạt hay không đạt thì hồ sơ là không còn giá trị đó. Hoặc là cứ quay lại mãi mà kể từ ngày anh nộp cái hồ sơ đầu tiên đó tới bây giờ đã 12 tháng rồi mà chưa ra được cái kết luận thì coi như là hồ sơ của anh không còn giá trị nữa. Vậy là họ không có thống chế là bao lâu mình nộp báo cáo hết. Nhưng mà gì? Họ sẽ không biết tổng cái thời gian cứ đạt không đạt không quay qua không quay lại như vậy thì họ không biết tổng cái thời gian 6 tháng kể từ ngày nộp báo cáo khắc phục đầu tiên hoặc 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ ra tòa thì hồ sơ của mình không còn giá trị nữa. Thay đổi cái gì đó
đọc học bộ tỉnh sao thì mình nghe vậy thôi đúng không? Rồi chúng ta so sánh giữa chúng ta có phụ lục 1, phụ lục 3, phụ lục 4, 1 là mu, 3 là x, 4 là eu đúng không ạ? Thì giữa ba cái phụ lục này nó có gì giống nhau và khác nhau? Thật ra nó giống nhau hết, được người là giống nhau hết. Thì sao? Thì ở đây đây là cái cách phân chia của phụ lục x và eu gọn gàng như thế này thôi, chỉ cái một hệ thống chất lượng dược phẩm, nhân sự, nhà dưỡng, thiết bị, hồ sơ, đại tử, bản xuất, kiểm tra chất lượng hoặc là thêm và phiên bản thương mại thì họ chia 9 cái mục như vậy. Còn riêng bia của phụ lục 1, tức là phụ lục 1 họ chia tới 17 cái mục. Nhưng mà khi mà so sánh ra thì 17 cái mục này bằng 9 mục thôi. Thì đây tôi so sánh thì ví dụ như ở đây sản xuất thì trong riêng bia họ chỉ ghi sản xuất thôi đúng không ạ? Thì trong đây họ sẽ quy định về những cái nguyên liệu kiểm soát trong quá trình sản xuất, thẩm định, quy trình, họ sẽ quy định thế chúng ta. Họ là review, phụ ảnh, số 4 là đánh giá và thẩm định, số 14 là nguyên vật liệu, rồi số 16 là thực hành tốt sản xuất. Anh chia vậy thôi, nhưng mà thật là vô ba anh lại thì bằng cái nội dung bên này thôi. Cho nên là phụ lục 1, phụ lục 3, phụ lục 4. Nhìn thì thấy phụ lục 1 rất là hoành tráng, gồm 17 mục, phụ lục 3 và 4 giống nhau, 9 mục thôi. Nhưng mà 9 mục này đã bao hết trong cái 17 mục này. Để em so sánh lên. Cái thời gian hơn, đúng không nhau. Thế thì đọc em chỉ thấy nó sẽ 1, 3, 4. EU nó cũng chiếu hù. Đây các chị EU, hù với biết thì cái nào sẽ cao nhất? Thật ra là gì? Khi mà hu thì nó sẽ áp dụng cho mặt bằng chung của thế giới. Đúng không? Nó áp dụng cái mặt bằng chung. Cho nên thế giới thì có những nước chậm phát triển, những nước đang phát triển và những nước đã phát triển thì cái mặt bằng chung của nó sẽ thấp chứ không cao. Còn cái anh EU thì ảnh là gì? Mặt bằng chung của những nước châu Âu, của hiệp hội châu Âu bên châu Âu đó, đúng không? Thì anh đang là cái top trên rồi thì mặt bằng chung của anh sẽ cao. Bit thì ở giữa thôi, chứ không bằng EU. Tại vì Bit thì nó là hiệp hội Bit, nó có nhiều nước của nhiều châu lục khác nhau. Còn anh cho là châu Âu thôi, nước đã các chị ấy. Cho nên cái mặt bằng chung của châu Âu nó sẽ cao hơn cái mặt bằng chung của thế giới đó ạ, cao hơn chung của biết. À, chúng ta nghĩ ra chút, chúng ta học cũng hoàn toàn. Để ta học thêm chút.